Hello các bạn đã quay trở lại với channel Film & More của mình. Trong video này, mình sẽ đến với một bộ phim Hàn Quốc Netflix cũng vừa gây bão thời gian gần đây, Celebrity. Nghe cái tên chắc các bạn cũng biết nó nhắm tới ai rồi đấy, người nổi tiếng. Nhưng nó sẽ không tươi sáng như bài hát cùng tên, mà trái lại nó sẽ phơi bày mặt tối, vạch trần sự thật phũ phàng phía sau ánh hào quang của ngành công nghiệp này. Celebrity cũng tạo nên một câu chuyện hấp dẫn về chủ nghĩa giai cấp và văn hóa của những người nổi tiếng, mà khiến nó có khi đây là bộ phim mà giới celeb có thể e ngại khi xem nó vì cảm thấy nhột nhột. Những người nổi tiếng thì không thể là người nổi tiếng khi họ không có một số lượng fan hùng hậu. Cũng từ góc khuất của người nổi tiếng, chính bản thân những người giỏi theo thần tượng một cách thái quá cũng vẫn sẽ thấy nhột nhột khi hình như thấy được một chút gì đó bản thân chúng ta trong đấy. Vậy những góc khuất đen tối và sự thật bẻ bàng ấy là gì? Hãy cùng mình đi vào video phân tích bộ phim Celebrity nhé! Nói bóc trần góc khuất của người nổi tiếng thì rất dễ, nhưng để làm được điều đó thì không hề dễ, vì cơ bản chúng ta không biết họ. Chúng ta chỉ thấy được họ đa số là qua màn hình, thấy họ qua cái cách họ show ra, chứ khi họ lui về sau hậu trường, ta và họ là hai thế giới. Vậy người duy nhất có thể bóc trần sự thật đằng sau cái thế giới ấy một cách chân thật nhất thì phải là người trong chính cái thế giới ấy, hoặc ít nhất là đã từng trong Celebrity, đó chính là cô gái Sorry, một cô gái đang ở đỉnh cao, có được nhiều thứ mà ảnh hào quang mang lại. Nhưng cô ấy đã livestream để kể về hành trình nổi tiếng của cô ấy, kèm theo đó là những sự thật đen tối đằng sau sự nổi tiếng của nhóm người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng. Đi kèm với sự nổi tiếng phải là tiền tài và quyền lực đằng sau. Nếu không có hai thứ này thì dù đã nổi tiếng, nó cũng sẽ trở thành điểm yếu. Ta có nhân vật Oh Min Hye, một cô gái rất nổi tiếng trên mạng xã hội với lượt follow Instagram khủng. Nhưng điểm yếu của cô ấy chính là quá khứ, một quá khứ nghèo hèn. Vì trong giới nhà giàu hay nổi tiếng, họ chỉ chọn chơi với những người có xuất thân tốt, ngậm thìa vàng thì lại càng tốt. Còn Oh Min Hye, dù nổi tiếng tới đâu, nếu quá khứ ấy bị lộ ra cũng bị khinh rẻ như thường. Tác giả xây dựng tương phản với Oh Min Hye là Sorry, một người bạn cũ của Oh Min Hye, một cô gái từng sinh ra trong gia đình giàu có. Điều khác biệt với những người sinh ra trong giàu có đó là ngay từ bé họ đã có gu, khí chất của người giàu có. Hiện tại tuy gia đình Sorry không còn giàu có nữa, nhưng Sorry vẫn rất phong cách, có gu thẩm mỹ trong cách phối đồ, có khí chất của một người từng có quyền lực. Điều này là thứ Oh Min Hye không có được dù đã nổi tiếng. Chính vì ưu thế này, Sorry có khả năng nổi tiếng rất nhanh và các bên đầu tư đã nhìn thấy được tiềm năng này của Sorry. Đó là công ty của Han Chung Kyung, công ty đầu tư quản lý những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong đó có nhóm Carbin, gồm những cô gái nổi tiếng có sức ảnh hưởng, có follow cao trên mạng xã hội. Họ được tạo dựng với hình tượng nhóm những người bạn thân giàu có nổi tiếng, hỗ trợ tăng tương tác qua lại giữa các thành viên, tình bạn khăng khít trở thành hình ảnh thương hiệu. Tên nhóm Carbin cũng là cái tên gây sốc, cố tình tạo sự chú ý. Nghĩa từ gốc của Carbin có nghĩa là gia đình nghèo, nhưng dĩ nhiên là gia cảnh của các cô ấy không hề nghèo một chút nào. Thành viên trong nhóm là Oh Min Hye tình cờ gặp lại Sorry và mời cô ấy tham gia vào nhóm Carbin. Cả hai từng là bạn thổi đi học khi ấy Arin còn giàu có và theo học tại top trường Ivy League. Ari rất tự hào khi gặp lại Ari và cô chủ động form ra một hình ảnh mới. Đó là cặp bạn thân tri kỷ thời đi học, một hình ảnh vô cùng flex. Với cách thức hoạt động trên mạng xã hội các kiểu như vậy, chắc chúng ta không còn quá là lắm gì. Những người nổi tiếng thường lập nhóm chơi chung với nhau, hay kiểu bạn thân thời đi học gắn bó cùng thành công. Họ thường cùng nhau xuất hiện, đi show, đi phim, quảng cáo, hay đơn giản là những video, hình ảnh họ đi chơi, ăn uống cùng nhau. Sự tương hỗ để tăng tương tác qua lại, tạo thói quen và sự thích thú của khán giả cũng là cách thức mà công nghiệp này hoạt động. Nhưng sau đó, Ari tự tuyên bố hoàn cảnh của mình ở hiện tại không còn giàu nữa do cha làm ăn thất bại. Cô cũng không theo học nữa tại trường đại học, hiện giờ chỉ là nhân viên bán hàng mỹ phẩm cho người trung lưu. Nhưng điều này vẫn chưa là trở ngại của Ari. Như mình đã nói ở trên, vấn đề quan trọng là Ari dù gì cũng từng xuất thân giàu có, rất có tiềm năng. Dù Ari sống rất low key, không hề dùng hay quan tâm gì tới mạng xã hội, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hình ảnh Ari xuất hiện cùng Min Hye trên mạng xã hội, Ari đã nhanh chóng nhận được sự chú ý còn hơn cả account chính chủ. Nhưng xuất thân giàu có và quyền lực như Ari, khi xa cơ thất thế cũng là con dao hai lưỡi. Tuy trước khi gặp Min Hye, Ari dường như đã cân bằng rất tốt và tự nhận thức gia cảnh của mình không còn như trước nữa, nên biết cách thích nghi mà sống. Nhưng chỉ một chút ít được tiếp xúc với thế giới hào quang thôi, sự kích thích tham vọng đã âm thầm trỗi dậy trong Ari. Tại sao họ lại kiếm được nhiều tiền thế nhỉ? Công việc của họ dường như quá đơn giản, mình cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn. Họ đã làm gì? Những câu hỏi luôn vang lên trong đầu Ari.
Từng cố kìm lòng không xa vào mạng xã hội, nhưng cuối cùng thì cô cũng không kìm được và tạo thử một tài khoản Instagram. Tạo tài khoản thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là cô lại nhận được sự chú ý và quan tâm rất nhanh, còn hơn cả các thành viên hiệp hội KB lúc trước. Và lúc này, cánh cửa của thế giới nổi tiếng, hào quang rực rỡ bắt đầu mở ra, khiến một ai đó phải phát khóc. Trong Ari lúc này không chỉ là một người mà có tới 3 Ari. Một Ari xài tiền như nước, thỏa giàu có. Một Ari sống thu mình hơn ở tầng lớp trung lưu. Và bây giờ, một Ari đã lấy lại được ảnh hào quang đáng lẽ ra là của mình năm nào đã đánh mất. Và điều này mới đáng sợ. Có được sự nổi tiếng cũng đủ khiến ta không còn là ta. Huống hồ gì bây giờ lấy lại được hào quang đã mất và lại còn rất nhanh, ta sẽ nghĩ ta là hạng hiếm, ta rất đặc biệt trong những thứ đặc biệt khác. Vì thế ta xứng đáng có được đặc quyền hơn người khác. Sorry đã biến thành một người mà mình từng rất ghét. Đừng trách Ari hay nhóm cabin, vì nếu là ta, có khi cũng thế. Khi sự nổi tiếng ập đến, đi đâu ai cũng nhận ra mình, ai cũng tung hô mình nói gì cũng là chân lý, thì ta sẽ tự cho ta là có đặc quyền, thứ không phải ai cũng có được. Nếu quá khứ nghèo hèn, thì ta sẽ càng muốn bù đắp lại, càng muốn nhận được sự chú ý càng nhiều càng tốt, tự xưng king, xưng queen, ông hoàng, bà vua, bà thánh, ông tổ gì đó. Tóm lại chúng tôi cái gì cũng hơn các bạn. Trong số các đặc quyền đó, họ nghĩ họ có thể đạp lên trên cả pháp luật. Họ tự tin có thể dàn xếp được mọi chuyện. Họ sẽ làm những chuyện trái pháp luật vì họ là luật. Đúng theo nghĩa đen, ông anh luật sư của một thành viên cabin đã tìm mọi cách che giấu một vụ sốc thuốc do sử dụng ma túy, có sự tham gia của em gái anh cùng một số thành viên khác trong cabin. Về chi tiết này, mình cảm thấy nhóm cabin này vẫn chưa quyền lực bằng cabin phiên bản đời thực. Có một người còn tẩy trắng bản thân của mình hút ma túy. Thậm chí hiện tại cả hai vẫn còn hoạt động rực rỡ trong hào quang. Người ta nói trong giới này không có bạn cũng một phần đúng, vì khi đưa bạn lên được thì cũng nắm tóc kéo bạn xuống được. Celebrity đã khắc họa lòng đố kỵ, ganh ghét, giả tạo giữa những thành viên cabin. Họ luôn trong tình thế sẵn sàng chĩa mũi giáo vào nhau bất cứ lúc nào. Và dĩ nhiên Ari cũng không ngoại lệ. Sự tuột dốc không phanh của Ari thậm chí còn nhanh hơn khi cô trở thành người nổi tiếng. Và chính điều này đã cho Ari thấy được rõ bản chất và sự đen tối của giới này. Và những người mất lòng tin chính là những người đã từng rất tin. Ari sau đó lên kế hoạch trở lại showbiz, nhưng không phải mặc dạng đi chạy show, chiêu trò, mà cô trở lại trên sóng livestream để bóc mẻ toàn bộ mặt tối đằng sau hào quang rực rỡ. Celebrity sử dụng các hình thức quảng cáo các brand nổi tiếng thông qua nền tảng mạng xã hội là Instagram, hoàn toàn giống với cách nó vận hành ngoài đời thực. Có một điều thú vị là đạo diễn Kim Choi-kyu là người không sử dụng mạng xã hội, mà diễn viên thủ vai Min-hye là John Ho-song, thành viên của nhóm nhạc Secret, đã hỗ trợ anh rất nhiều qua cách thức mà người nổi tiếng sử dụng mạng xã hội. Và những hình ảnh sử dụng trong phim đều là những hình ảnh thật được các diễn viên của Celebrity sử dụng ở Instagram của chính họ. Vì lẽ đó, sự kết hợp phim thực này là tạo được một cái gì đó quen thuộc, chân thật. Nên nói về nền tảng mạng xã hội nói chung hay Instagram nói riêng, thì những cách thức như hashtag, cách tag, cách spot bài quảng cáo, quảng bá xây dựng hình ảnh đều được miêu tả rất đúng trong Celebrity. Nhưng song với nó là những comment, xu hướng đám đông, công kích cá nhân, comment ác ý, lập hội anti-fan, chính là những mặt tối không chỉ trong bộ phim Celebrity mà còn là thực trạng vẫn đang diễn ra ngoài đời thực. Một dòng comment cũng có thể là động lực của những người nổi tiếng. Tài khoản bí ẩn BBB Famous như một nick ảo, nhưng nó đã đưa ra những lời khuyên, cổ vũ, thậm chí mách nước cho Ari có được sự nổi tiếng. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Khi nhận thấy Ari thay đổi khi nổi tiếng, nick ảo này đã quay sang tấn công, lập hội anti-Ari. Ari là một cô gái vốn rất bản lĩnh, cứng rắn, nhưng có lúc cô cũng đã có những suy nghĩ tiêu cực, túng quẫn khi bị công kích bởi những comment này. Những dòng comment có thể giết người là có thật. BBB Famous là một biểu trưng châm biếm của những con người toxic trên mạng xã hội, dùng nick ảo, nick clone, thích phán xét, dạy đời, khóc hộ, phẫn nộ hộ, công kích hộ, kích động hồng hớt drama, ví những người nổi tiếng như hai võ sĩ Quyền Anh, và khán giả ở dưới thích nhìn họ đấu đá với nhau và hồng hớt, họ hét. Có khi những người nổi tiếng trong cuộc không hoàn toàn ghét nhau từ đâu, nhưng chính những fan hâm mộ của cả hai đã châm ngòi qua lại, đẩy mọi chuyện đi xa. Nick BBB Famous đã kích động được một phần lớn anti-fan, nhưng trớ trêu là anti-fan ban đầu có khi lại là chính những người thân cận, hiểu rõ tài nhất. Hiểu rõ nhất thì tha hồ bóc phốt. Jun Jong Sun, bạn thân nhất, đã làm điều ấy với Ari. Tại sao họ lại làm vậy? Chúng ta có thể thấy nhiều khi trên mạng xã hội, các tài khoản, các pay anti, có khi lượt theo dõi, like, tương tác còn cao hơn cả chính
chính chủ, lập bay anh thi cũng là một cách để có được sự chú ý, sự nổi tiếng ảo, tựa như cô bạn thân Yoon Jong-sun của Harry, một người bạn thỏa hàng vi, bây giờ bạn mình lại nổi tiếng, sự gato, ghen ăn tức ở, cũng từ đó hình thành, họ khát khao nhận được sự công nhận, và khi họ anti một ai đó, họ bỗng chốc nhận được sự công nhận, bỗng nhận được sự quan tâm, lời nói bỗng thành chân lý, được mọi người ủng hộ. Chủ tài khoản BBB Famous cũng là một người thèm khát sự công nhận, làm việc trong môi trường gặp gỡ người nổi tiếng nhà giàu thường xuyên, đôi khi khiến bản thân lầm tưởng, ảo tưởng mình cũng là thứ dữ. Cô ấy đặt nghệ danh cho mình, chẳng khác nào cô ấy là một người nổi tiếng. Ảo tưởng đã khiến cô ấy rơi vào trầm cảm. Cô ấy đã dễ trở nên toxic vì những thứ vô cùng nhỏ nhặt, như Ari rep tin nhắn của cô ấy chậm, cô ấy mắc vào căn bệnh tâm lý ngày càng nặng. Và đây là ngôi nhà của cô ấy. Điều này châm biếm cuộc đời của BBB Famous, biểu trưng cho những toxic trên mạng xã hội. Thật ra họ đang sống trên chính đống rác cuộc đời của họ, và mạng xã hội là nơi để cô ấy được tôn sùng, ngưỡng mộ. Những thành phần này mãi dán mắt vào cuộc sống của người khác, đến mức quên đi chính đống rác nhơ nhuốc của chính họ, và họ tự biến họ thành thứ rác rưởi, sống với hạnh phúc ảo. Đến cuối phim, nhóm cabin đã bị bóc mẻ. Người thì làm gái, người thì chơi ma túy, người thì cậy quyền, người thì cố giấu tội ác. Tất cả họ đều đã bị trừng phạt. Nhưng mọi thứ có dừng lại chưa? Chưa đâu. Vì ở đoạn kết, màn cameo của Lee Jun-ho, thành viên nhóm nhạc 2PM, trong vai một nhân viên dọn rác, anh ấy đã nhìn vào chiếc iPad mà Ari để lại với một biểu cảm mờ ám. Ari bắt đầu có fan trở lại với tài khoản @ari, ủng hộ Ari, cũng có lượng người theo dõi rất cao, nhưng Ari vẫn quyết định rời bỏ hào quang rực rỡ. Đây là cách chơi chữ, @ari thì cũng có khả năng sẽ trở thành @angryari mà thôi. Không có hội cabin này thì cũng có hội cabin khác, không có BBB Famous này thì cũng có BBB Famous khác, vì chúng ta đang sống trong thời đại của mạng xã hội và sự đen tối vẫn sẽ luôn song hành. Dù Celebrity chưa có thông báo rõ ràng sẽ có tiếp season tiếp theo, nhưng ngoài việc sở hữu những cái tên quen thuộc bảo chứng cho Netflix, thì đề tài này vẫn còn rất nhiều thứ để nói. Cá nhân mình nghĩ rằng, sau thành công và nhận được sự đón nhận của khán giả, Celebrity hoàn toàn có khả năng sẽ có phần kế tiếp. Còn các bạn thấy Celebrity thế nào? Có thấy hình bóng của chính mình trong đó không? Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video phân tích của mình. Các bạn hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn hãy để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment, mình sẽ đọc nó. Nhưng đừng comment ác ý nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn một video khác tại Film & More. Bye bye, see you soon.